Anh em có để ý rằng Ngọc Triệu có quả đập không mạnh nhưng mà vẫn có thể giành điểm từ những tay vợt mạnh có khả năng phòng thủ rất tốt không nhỉ? Anh em có biết bí quyết ở đây là gì không? Chia sẻ cho Sport Hùng với. Hoàng Anh, Ngọc Triệu và bên kia là Đinh Mạnh Văn Cường. Vẫn phải đẩy view cho Trần Thú đi anh em ơi. Đưa cầu rất lòng trước mặt Văn Cường. Đập rất lòng, không hề căng một chút nào, sau đó tăng tốc độ. Đánh. Có điểm không? Vẫn chưa có điểm. Lá lách rất nhanh đến từ hai vận động viên. Vẫn còn một pha cầu hay của cả 4 vận động viên. Rất hay. Chào bạn, mình là Sport Hùng, đại lý bán lẻ các sản phẩm cầu lông từ thương hiệu Li Ning. Nếu bạn muốn mua giày, vợt cầu lông Li Ning chính hãng giá tốt, giúp tiết kiệm cho bạn từ vài trăm nghìn đến cả triệu thì nhớ nhắn tin cho Hùng nhé. Cam kết hàng chính hãng, chất lượng, check mã code kiểm tra thoải mái, chế độ bảo hành đầy đủ từ hãng. Vẫn còn. Cốc này đang là 5-2 nghiêng về đôi già, nghiêng về ông vua hội làng. Quá nhanh trò Đinh Mạnh. Vẫn chủ động đưa đường cầu ngang đến từ Ngọc Triệu. Anh em nhá, vừa rồi là máy hết tiền, tại anh em không tặng sao Trần Tú nên là máy hết lung dung lượng rồi. Đang phải xin ca bài của một người em. Lách rất hay đến từ hai viên giả. Vẫn còn cho Ngọc Triệu và Hoàng Anh. Quá cố gắng. Đã có điểm cho là hay nhất. Những gì là tinh túy nhất sẽ được thể hiện trong trận chung kết này. Rất hay của Hoàng Anh. Ngọc Triệu lúc căng lúc trùng rất khó chịu. Nhìn gương mặt của Ngọc Triệu lại làm điêu đứng bao nhiêu em trẻ. Cơ hội bắt đầu rất tâm lý. Rất tiếc cho Hoàng Anh. Đã có được, vẫn còn. Thẳng mặt. Mà thôi em ơi, đủ dung lượng rồi, em bắn thì mày lại thừa rồi em ơi. Quá hay cho Ngọc Triệu. Tê cóng toàn thân. Vẫn là những đường cầu lỏng, cầu ngoài sân. Rất nhanh. Anh Tài ở đâu? Vẫn là những đường cầu đập gõ dành cho Văn Cường. Ngọc Triệu không đưa đường cầu lao cho Văn Cường phản. Một căng một trùng. Rất hợp lý. Đập nhẹ sau đó bắt đầu tăng tốc độ. Hiểu được nhiều anh em đồng thủ yêu mến gọi với cái tên là ông vua của cầu lông hội làng. Sung lên. Sẽ rách ba đi 30 triệu về đến thủ đô. Không hề đập căng một chút nào, rất mềm. Rất khó chịu. Đập câu. Tuổi em nhất nha chị Phượng nha. Quá khó chịu. Dũng cận nào 5 triệu liêng xong. Dũng cận nào? Nhiều được nhiều thế á. Đánh mình cho kịch 100. Vẫn có thể phản xạ tin cầu được. Đội hình cái loa. Thì chỉ cách biệt trong vòng 1 thứ hạng mà thôi. Nhưng điều này sẽ được thể hiện rõ nhất. Quá ra mặt đến từ hai ông vua làng. Xin chúc mừng ông vua hội làng đã có chiến thắng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những live tiếp theo.